vừa xảy ra một vụ xô xát giữa người dân và công nhân nhà máy thủy điện, khiến 8 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 14h15 cùng ngày tại thôn Lũ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau gây thương tích giữa một số công dân của xã Ngũ Chỉ Sơn với công nhân thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng Mây Hồ. Cũng theo thông tin chính quyền thị xã Sapa, vào thời điểm trên một số công dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện Mây Hồ và hành hung nhóm công nhân của công ty Mây Hồ dẫn đến việc xô xát giữa hai bên. Hậu quả khiến 8 người bị thương. Tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ hỗn chiến trên giữa người dân. Xa xa ra thôi. Ôi em chạy đây. Chém nhau rồi. Không dám quay lại gần. Họ ném đá cơ nhớ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.